Tin mừng của Chúa Giêsu theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Xảy ra là khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi thấy Chúa Giêsu, ông liền sắp mặt xuống đất van xin rằng: Lạy thầy, nếu thầy muốn, thầy có thể chữa cho tôi được sạch. Chúa giơ tay chạm đến người ấy và nói: Tôi muốn, anh hãy trở nên trong sạch. Lập tức người ấy khỏi bệnh phong hủi. Và người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng hãy đi trình diện các tư tế và hãy dâng lễ vật như luật Mai-sen đã dạy, để làm chứng cho người ta biết rằng người đó đã được sạch. Nhưng tiếng đồn về người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe người và được chữa lành mọi bệnh tật. Còn người thì phải lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Xin mời ngồi. Bây giờ nói tới 7 giờ. Nói chơi thôi. Tôi thấy lời kinh đẹp nhất của cái ông bệnh phong này, đó là cái mà mình cần học. Mình luôn luôn xin là mình ép Chúa phải làm. Riêng cái ông này hay: Lạy thầy, nếu thầy muốn. If you wish, bên tiếng Anh không nói if you want. Và bên bản tiếng Anh dịch rất rõ: of course, I wish. Hay ha, dịch dĩ nhiên tôi muốn. Bên mình thì chỉ nói tôi muốn, chứ không dịch cái chữ of course là dĩ nhiên, không lý luận. Bởi vì cái lời xinh đẹp quá, nếu thầy muốn, không muốn thì thôi, tôi không trách. Khó lắm á. Cho nên mình thì luôn luôn đọc kinh xong mở khóa nè, mở khóa như anh trai là con giờ đến đằng là mở khóa. Bởi vì không mở khóa, kinh nó không thông. Đọc xong cái khóa lại để kinh khỏi bay. Không, cái đó tốt thôi, nhưng đừng mê tín gì đó. Nhất là nhiều người khóa bằng chữ Amen. Amen có nghĩa là có ba nghĩa. Tiếng Pháp dịch rất rõ là Ainsi soit-il, ước gì được như vậy. Tiếng Anh gọi là let it be, nghĩa là tôi xin rồi, bây giờ cứ tố mà làm nhé. Ngài có làm hay không thì bảo. Nói với Chúa vậy. Ghê ha. Thôi đừng. Mình học nơi cái ông này. Bao nhiêu lần hãy tới bài tin mừng này, tôi luôn luôn nói nên học nơi cái ông bệnh phong này nếu Chúa muốn. Hay thật. Mình xin cái gì cũng có quyền xin, nhưng luôn luôn có một câu: nếu Chúa muốn. Hay. Đủ rồi, nói nhiêu đó đủ rồi, cần gì nói nhiều. Và trong 3 ngày sắp tới, có khi bực mình cái gì, nếu Chúa muốn cũng đập thằng ta kia một cái. Chắc Chúa muốn. Nếu Chúa muốn còn nói một câu để cho nó đã nư. Tiếng hay á, tiếng miền Nam mình đã nư, tức là đỡ giận cho trong lòng nó khoái, cho cái bà kia để bà bớt hống hách, bà nhìn con bằng con nửa con mắt, con móc mắt bà ra. Cái nghe cái câu nếu Chúa muốn, cái chết cha rồi. Chúa đâu có muốn vậy. Cho nên cảm ơn đã hy sinh tiện nghi ở nhà. Mấy em nhỏ thì đi chơi là vui, còn người lớn không vui đâu. Nhớ cái giường, ôi lại Chúa. Nhớ cái phòng, nhớ cái nhà vệ sinh của mình. Ở đây nó là quá. Mà bây giờ nó xây lên phải là quá trời đẹp rồi đó. Phải hy sinh, đúng. Có câu đố ai biết rồi đừng nói nha. Cái gì ở nhà quý vị đó, ban ngày nó mất cái đầu, mà ban đêm nó có cái đầu. Đừng nói nha. Ai biết đừng nói. Bà Anna với bà Thu hôm nay nghỉ cho nên không biết đâu. Ai biết. Cái gì ở nhà mình ai cũng biết hết đó. Nhiều khi đi trại lại còn mang theo nữa. Mà hãy ban sáng thì mất cái đầu.
mà băng gối có cái đầu cái gối đó. Sáng cái mình ngồi dậy là nó mất cái đầu của mình rồi, tối cái tìm tìm vô chùi cái đầu vô ngủ, coi chừng hôm nay cũng nhớ cái gối ghiền ở nhà nó có mùi chua chua nhưng mà chắc cũng ngon. À vậy hả? À mất cái đầu cái nó đụng bếp rồi. Cảm ơn Chúa cho chúng con nghe nói 6 giờ là mình bắt đầu thánh lễ là mình thoát được cái miếng che đây rồi. Cảm ơn Chúa đừng để cái pandemic nó lây ra nữa, tôi khổ quá. Chúa thử 2 năm rồi được rồi, nếu Chúa muốn. Nó khổ cái câu đó, mình thì muốn gần chết mà. Nói nhìn lại Chúa, nếu Chúa muốn. Nhớ trong 3 ngày sắp tới, hôm nay thánh lễ khai mạc, ngay bài tin mừng này hay lắm, cũng nên thầm thì nói nếu Chúa muốn. Yes, my young friends, when you pray, please add if you wish, Lord, if you wish. Yes, thêm đó không? Con biết nói mà. I pray for my parents, for their happiness, for their safety, if you wish, Lord. Please add it to your prayer. Cảm ơn. Xin mời lời nguyện giáo dân. Ai có đọc thì lên. Tại vì ban tổ chức nói với tôi có soạn rất đẹp. Lạy Chúa, chúng con dâng cho Chúa những ngày sinh hoạt ngoài trời này. Xin cho chúng con được có Chúa ở cùng và ở với nhau suốt trọn vẹn 3 ngày. Biết mang ra thực hành trong đời sống chúng con, qua đó